Phẩm tánh Như Lai, phẩm thứ tư, phần 6. Phật dạy: lại nữa thiện nam tử, ví như có những người thấy mặt trăng không hiện ra, đều nói rằng trăng lặn, liền sanh ý tưởng rằng trăng đã lặn mất. Nhưng tánh của mặt trăng ấy thật không có lặn mất, khi chuyển hiện ra ở nơi khác, chúng sanh nơi đó lại bảo rằng trăng mọc. Nhưng tánh của mặt trăng ấy thật không có mọc lên. Vì sao vậy? Vì núi Tu Di che khuất nên chẳng hiện ra. Mặt trăng ấy thường có, tánh nó không có mọc lên hay lặn mất. Đức Như Lai ứng: chánh biến tri cũng vậy, xuất hiện trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, hoặc ở Diêm Phủ Đà thì hiện có cha mẹ, chúng sinh đều bảo rằng Như Lai sanh trong cõi Diêm Phủ Đà, hoặc ở Diêm Phủ Đà thì hiện Niết Bàn. Tánh Như Lai ấy thật không có Niết Bàn, nhưng chúng sanh đều nói rằng Như Lai thật có vào Đại Niết Bàn, ví như mặt trăng lặn mất. Thiện nam tử, tánh Như Lai thật không có sanh diệt, vì giáo hóa chúng sanh nên thị hiện sanh diệt. Thiện nam tử, ví như mặt trăng tròn ở đây, nơi khác thấy là khuyết. Mặt trăng khuyết ở đây, nơi khác thấy là tròn. Người ở Diêm Phủ Đà khi thấy trăng non đều nói là ngày mùng 1, để sanh ý tưởng rằng trăng non. Khi thấy trăng tròn đều nói là ngày rằm, để sanh ý tưởng rằng trăng tròn đầy. Nhưng tánh của trăng ấy thật không có tròn khuyết, do núi Tu Di nên có sự tròn khuyết. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế. Ở Diêm Phù Đà thị hiện vừa sanh ra hoặc thị hiện Niết Bàn, lúc thị hiện mới sanh, ví như trăng non, ai nấy đều bảo rằng đó là đồng tử mới sanh. Ngài đi bảy bước ví như mặt trăng đêm mùng 2, rồi lại thị hiện vào thư đường học tập ví như mặt trăng đêm mùng 3, thị hiện xuất ra ví như mặt trăng đêm mùng 8. Ngài phóng ánh sáng vi diệu của đại trí huệ có thể phá dẹp vô lượng chúng ma ví như mặt trăng tròn đầy đêm rằm, hoặc thị hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân huỳnh, rồi thị hiện Niết Bàn ví như nguyệt thực. Như vậy chỗ thấy của chúng sinh chẳng đồng, khi thấy trăng khuyết, khi thấy trăng tròn, hoặc có khi thấy nguyệt thực. Nhưng tánh của mặt trăng ấy thật không có tăng giảm, không bị che khuất, vẫn luôn tròn đầy. Thân Như Lai cũng vậy, cho nên gọi là thường trụ không biến đổi. Lại nữa thiện nam tử, ví như trăng tròn hiện ra ở khắp mọi nơi, từ thành ấp làng xóm, núi non đầm nước, giếng ao hồ bồn chậu, hết thảy đều có trăng hiện. Có những chúng sanh đi được trăm do tuần, trăm ngàn do tuần, đều thấy mặt trăng thường đi theo mình. Kẻ phạm phu ngu si sinh ra ý tưởng sai lầm, nói rằng khi ta còn ở nơi thành ấp nhà cửa đã thấy mặt trăng ấy, nay đến chỗ đồng hoang trống vắng này cũng thấy, đó là mặt trăng trước hay là mặt trăng khác. Có những kẻ nghĩ rằng mặt trăng có lớn có nhỏ hoặc như cái miệng chậu, lại có kẻ khác nói rằng nó lớn bằng bánh xe, hoặc nói rằng nó rộng 49 do tuần. Ai nấy đều thấy mặt trăng chiếu sáng, hoặc có kẻ thấy nó tròn trịa như cái mâm vàng. Tánh của mặt trăng ấy là duy nhất, nhưng chúng sanh mỗi người đều thấy tướng trạng của nó khác nhau. Thiện nam tử, Như Lai xuất hiện ở thế gian cũng như vậy. Hoặc có người hay chư thiên nghĩ rằng hiện nay Như Lai ở trước mặt ta, lại có những chúng sanh khác cũng nghĩ tưởng rằng hiện nay Như Lai ở trước mặt ta. Hoặc có những kẻ câm điếc thấy Như Lai cũng câm điếc như họ. Các loại chúng sinh khác tiếng nói khác nhau thì đều bảo rằng Như Lai nói cùng thứ tiếng với họ. Ai nấy cũng đều nghĩ rằng Như Lai ở tại nhà tôi, thọ nhận sự cúng dường của tôi. Hoặc có những chúng sanh thấy Như Lai thân tướng rộng lớn vô lượng, lại có kẻ thấy Như Lai hình tướng nhỏ bé. Hoặc có kẻ thấy Phật có hình tượng thanh văn, cũng có kẻ thấy Phật mang hình tượng duyên giác. Lại có những kẻ ngoại đạo nói rằng hiện nay Như Lai xuất gia học đạo ở trong pháp của chúng tôi. Hoặc có những chúng sanh lại nghĩ rằng hiện nay Như Lai chỉ riêng vì tôi mà xuất hiện ở thế. Tánh thật của Như Lai ví như mặt trăng kia, tức là pháp thân, là thân không sanh, là thân phương tiện, tùy thuận thế gian mà thị hiện vô số nhân duyên căn bản của nghiệp. Ngài ở khắp mọi nơi thị hiện có sanh ra như mặt trăng kia, vì nghĩa ấy cho nên Như Lai là thường trụ không hề biến đổi. Lại nữa thiện nam tử, như vị vua loài Atula là La Hầu La lấy tay che khuất mặt trăng, người thế gian đều bảo đó là nguyệt thực. Vua Atula ấy thật không thể nuốt mất mặt trăng, chỉ che khuất ánh sáng thôi. Mặt trăng ấy vẫn tròn đầy không hao khuyết, chỉ vì bàn tay của vua Atula che khuất nên chẳng hiện ra. Nếu bàn tay ấy rút đi, thế gian sẽ cho rằng mặt trăng lại sanh ra, đều nói rằng mặt trăng chịu nhiều khổ não. Nhưng dù cho trăm ngàn vị vua Atula cũng không thể làm cho mặt trăng khổ não.
Như Lai cũng thế, Ngài thị hiện có những chúng sanh đối với Như Lai sanh lòng thô ác, làm thân Phật chảy máu phát khởi năm tội nghịch, cho đến thành kẻ nhất xiển đà. Ngài vì các chúng sanh đời vị lai mà thị hiện những việc phá hoại chúng tăng, đoạn dứt chánh pháp và gây ra những khó khăn chướng ngại. Thật ra dù có trăm ngàn vô lượng chúng ma cũng không thể làm cho thân Như Lai chảy máu. Vì sao vậy? Vì thân Như Lai không có máu thịt, gân mạch, xương tủy. Như Lai là chân thật, không thể quấy nhiễu, phá hoại. Chúng sanh đều cho rằng pháp tăng bị hủy hoại, Như Lai có diệt mất. Nhưng tánh Như Lai chân thật, không biến đổi, không thể phá hoại. Vì tùy thuận thế gian nên thị hiện như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, ví như hai người giao đấu tranh tài, nếu dùng dao gậy gây ra thương tích làm chảy máu đối phương, tuy có làm chết người nhưng không hề khởi ý tưởng giết hại. Hình thức tạo nghiệp như vậy là nhẹ chứ không phải nặng. Người đối với Như Lai vốn không có tâm giết hại, tuy làm cho thân Phật chảy máu thì nghiệp này cũng như trên, nhẹ chứ không nặng. Như Lai vì giáo hóa chúng sanh đời vị lai nên thị hiện nghiệp báo như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có vị lương y cố sức dạy cho con những phương thuốc căn bản, dạy rằng đây là rễ cây thuốc, đây là thân cây thuốc, đây là hoa cây thuốc, con nên biết dành mọi thứ hình dáng. Người con kính vâng lời cha truyền dạy, tinh cần học tập hiểu dành các thứ thuốc. Về sau vị lương y ấy chết đi, người con khóc kể và nói rằng cha tôi từng dạy tôi rễ thuốc như thế này, thân cây thuốc như thế này, hoa cây thuốc như thế này, màu sắc hình dáng như thế này. Như Lai cũng thế, vì giáo hóa chúng sanh nên thị hiện chế định giới luật, nên thọ trì như thế này, đừng phạm vào tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, cũng là nhất xiển đà. Vì đời vị lai nên khởi ra những việc ấy, cho nên thị hiện, để khiến cho sau khi Phật nhập diệt, các vị tỳ kheo đều biết như thế này. Đây là khế kinh, nghĩa lý, thâm sâu. Đây là giới luật, có các hình thức nặng nhẹ khác nhau. Đây là a tỳ đàm, phân biệt rõ ràng các pháp, cũng như đứa con của vị lương y kia. Lại nữa, thiện nam tử, ví như loại người xem mặt trăng, cứ 6 tháng có một lần nguyệt thực. Nhưng trên cõi trời kia, chỉ trong một thời gian ngắn mà chư thiên đã thấy nhiều lần nguyệt thực. Vì sao vậy? Vì ngày ở cõi trời ấy rất dài, còn ngày ở cõi người thì ngắn. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế, chư thiên thầy đều bảo rằng tuổi thọ của Như Lai là ngắn, cũng như chư thiên kia trong một thời gian ngắn đã thấy nhiều lần nguyệt thực. Như Lai cũng thế, trong một thời gian ngắn đã thể hiện trăm ngàn vạn ước lần niết bàn, dứt trừ ma phiền não, ma ấm, ma chết, cho nên trăm ngàn vạn ức thiên ma thầy đều biết rằng Như Lai vào đại niết bàn. Lại còn thị hiện vô lượng trăm ngàn nhân duyên nghiệp đời trước, tùy thuận mọi tánh của thế gian mà thị hiện vô lượng vô biên như vậy, không thể nghĩ bàn, cho nên Như Lai là thường trụ không biến đổi. Lại nữa, thiện nam tử, ví như mặt trăng sáng, chúng sanh đều muốn nhìn ngắm nên khen mặt trăng là đáng nhìn. Chúng sanh nếu có tham lam sân khỏe ngu si thì chẳng được khen là đáng nhìn. Tánh Như Lai cũng như mặt trăng sáng ấy, thuận thiện trong sạch, không nhơ bợt, nên rất đáng xưng là đáng nhìn. Những chúng sanh hâm mộ chánh pháp đều ngắm nhìn Ngài không chán. Những kẻ ác tâm chẳng thích ngẩng mặt nhìn Ngài. Vì nghĩa ấy cho nên nói rằng Như Lai ví như trăng sáng. Lại nữa, thiện nam tử, ví như khi mặt trời xuất hiện có ba mùa khác nhau: mùa xuân, mùa hạ, mùa đông. Ngày mùa đông ngắn, ngày mùa xuân vừa phải, ngày mùa hạ rất dài. Như Lai cũng thế, ở trong cõi tam thiên đại thiên này, vì những người có đời sống ngắn ngủi và các vị thanh văn nên thể hiện đời sống ngắn ngủi. Những người này thấy vậy đều nói rằng đời sống của Phật rất ngắn. Ví như ngày mùa đông, Phật lại vì chư Bồ Tát mà thể hiện đời sống vừa phải, như chọn một kiếp hoặc một kiếp giảm. Ví như ngày mùa xuân, duy chỉ có chư Phật nhìn thấy Phật có đời sống vô lượng, ví như ngày mùa hạ. Thiện nam tử, giáo lý sâu kín mầu nhiệm của kinh Phương Đẳng Đại Thừa do Như Lai thuyết giảng, thị hiện nơi thế gian để đổ trận mưa pháp lớn. Trong tương lai, nếu có những người có thể thọ trì kinh điển này, mở bày chỉ bảo phân biệt làm lợi ích chúng sanh, nên biết rằng những người ấy thật là Bồ Tát, ví như đang mùa hạ nóng bức được cơn mưa mát mẻ. Nếu có hàng thanh văn duyên giác nghe được giáo pháp sâu kín mầu nhiệm của Phật Như Lai, ví như trong ngày mùa đông phải chịu nhiều khổ nạn bút giá, hàng Bồ Tát nếu nghe được lời dạy bảo sâu kín mầu nhiệm như thế này, Như Lai là thường trụ tánh không biến đổi, ví như ngày xuân cây cối đâm chồi nảy lọc, nhưng tánh Như Lai vốn không dài ngắn, chỉ vì thế gian nên thị hiện như vậy, đó là tánh pháp chân thật của chư Phật. Lại nữa, thiện nam tử, ví như các ngôi sao ban ngày chẳng hiện ra, người ta đều cho rằng ban ngày sao lặn mất,
kỳ thật sau ấy không có lặn mất. Sở dĩ không hiện ra là vì mặt trời chói sáng, như lại cũng thế, thành phần duyên giác không thể nhìn thấy được, cũng như người đời không nhìn thấy được các ngôi sao ban ngày. Lại nữa, thiện nam tử, ví như đang khi trời u ám, mặt trời mặt trăng không hiện ra, người ngu bảo rằng mặt trời mặt trăng đã mất, nhưng mặt trời mặt trăng thật không mất, vào lúc chánh pháp như lai diệt mất, ta bảo cũng hiện ra tướng lặn khuất như vậy, thật không phải diệt mất hẳn. Vậy nên biết rằng Như Lai là thường trụ, không có biến đổi. Vì sao vậy? Vì tánh chân thật của Tam Bảo chẳng bị những điều như xấu làm nhiễm ô. Lại nữa, thiện nam tử, ví như vào tuần trăng tối, sao chổi hiện ra lúc ban đêm, ánh sáng chói lòa trong chốc lát rồi đạn mất. Chúng sanh thấy vậy rồi sanh ra ý tưởng cho là điểm chẳng lành. Các vị Phật Bích Chi lại cũng như vậy, vào đời ra đời vào lúc không có Phật, chúng sanh thấy vậy rồi thảy đều cho rằng Như Lai hẳn thật diệt độ nên sanh lòng lo buồn. Nhưng thân Như Lai thật không có diệt mất, cũng như mặt trời và mặt trăng kia không hề lặn mất. Lại nữa, thiện nam tử, ví như khi mặt trời hiện, sương mù đều tan mất. Kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn này lại cũng như vậy, hiện ra mạnh mẽ trong đời. Nếu như có chúng sinh nào tai nghe qua kinh này một lần, liền có thể diệt trừ được tất cả nghiệp ác vô gián. Cảnh giới rất thâm sâu của Đại Niết Bàn này không thể nghĩ bàn, khéo giảng bày tánh nhiệm màu sâu kín của Như Lai. Vì nghĩa ấy, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nên đối với Như Lai sanh tâm thường trụ không biến đổi, chánh pháp không dứt mất, tăng bảo chẳng hề tiêu diệt. Vậy nên phải tu nhiều phương tiện, siêng học kinh điển này. Người như vậy không lâu sẽ thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì vậy nên kinh này gọi là chỗ thành tựu của vô lượng công đức, cũng gọi là Bồ Đề không thể cùng tận. Vì không cùng tận nên mới xưng là Đại Bát Niết Bàn. Bởi có ánh sáng lành nên ví như ngày mùa hạ, và bởi thân không hạn lượng nên gọi là Đại Niết Bàn. Lại nữa, thiện nam tử, như ánh sáng của mặt trời mặt trăng là hơn hết, tất cả các loại ánh sáng khác đều không sánh được. Hào quang của kinh Đại Niết Bàn lại cũng như vậy, vừa trội hơn hết so với hào quang tam muội của các khế kinh, tất cả đều không sánh được. Vì sao vậy? Vì hào quang của kinh Đại Niết Bàn có thể vào trong các lỗ chân lông của chúng sanh. Dù chúng sanh chẳng có tâm bồ đề, nhưng có thể vì họ mà tạo ra nhân duyên bồ đề. Vì vậy nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như Phật nói rằng hào quang của kinh Đại Niết Bàn vào tất cả những lỗ chân lông của chúng sanh, dù họ chẳng có tâm bồ đề cũng có thể vì họ tạo ra nhân bồ đề. Nghĩa ấy chẳng đúng. Vì sao vậy? Thế Tôn, những kẻ phạm bốn giới cấm nặng, những người làm năm tội nghịch, những kẻ nhất xiền đà, nếu hào quang vào trong thân họ tạo ra được nhân bồ đề, thì những hạng người như vậy so với những người giữ gìn giới hạnh trong sạch, tu tập các điều lành có gì khác nhau? Nếu chẳng khác nhau, vì sao Như Lai lại giả nghĩa bốn pháp nương theo? Thế Tôn, lại như Phật nói rằng, nếu có những chúng sanh tai nghe qua kinh Đại Bát Niết Bàn một lần, ắt dứt trừ được các phiền não. Vì sao trước đó Như Lai dạy rằng có người đã phát tâm ở trước chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, khi nghe kinh Đại Niết Bàn cũng chẳng hiểu được nghĩa? Nếu chẳng hiểu nghĩa, làm sao dứt trừ được tất cả phiền não? Phật dạy: Thiện nam tử, chỉ trừ những kẻ nhất xiền đà, ngoài ra những chúng sanh khác khi nghe được kinh này rồi thảy đều có thể tạo được nhân duyên bồ đề. Tiếng giảng pháp phát ra luồng hào quang vào nơi lỗ chân lông rồi thì nhất định người ấy sẽ đắc quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì sao vậy? Nếu ai có thể cúng dường cung kính vô lượng chư Phật mới được nghe kinh Đại Niết Bàn, những kẻ bạc phước ắt chẳng được nghe. Vì sao vậy? Người có phước đức lớn mới có thể được nghe việc lớn như thế này, kẻ tiểu nhân hạ tiện ắt chẳng được nghe. Sao gọi là việc lớn? Đó là tạng rất sâu kín của chư Phật, đó là tánh Phật, vì nghĩa ấy cho nên gọi là việc lớn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, vì sao người chưa phát tâm bồ đề có thể tạo nhân bồ đề? Phật dạy: Như ai có nghe kinh Đại Niết Bàn này rồi nói rằng mình chẳng cần phát tâm bồ đề và phỉ báng chánh pháp, tức thời người ấy đến đêm nằm ngủ mộng thấy hình tượng La Sát, trong lòng kinh sợ. La Sát nói với người ấy rằng: Này thiện nam tử, nay nếu ông chẳng phát tâm bồ đề, tôi sẽ lấy mạng ông. Người ấy hoảng sợ khi tỉnh giấc đến phát tâm bồ đề. Người ấy sau khi mạng chung, nếu ở trong ba đường dữ cũng như ở các cõi trời, người vẫn tiếp tục nhớ tưởng tâm bồ đề, nên biết rằng đó là bậc Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Vì nghĩa ấy, sức oai thần của kinh Đại Niết Bàn này có thể khiến người chưa phát tâm bồ đề tạo nên nhân bồ đề.
Thiện nam tử, đó gọi là nhân duyên phát tâm của Bồ Tát, chẳng phải không có nhân duyên. Vì nghĩa ấy, kinh điển Đại Thừa Mầu Nhiệm này quả thật là do Phật thuyết dạy. Lại nữa, thiện nam tử, ví như giữa hư không khi kéo mây mưa lớn, thì nước mưa trút xuống mặt đất, trên những cây khô, núi đá gò nổng cao nguyên, nước chẳng đọng lại mà chảy dồn xuống nơi ruộng vườn ao hồ, làm cho đầy tràn lợi ích vô lượng chúng sanh. Kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn này cũng như vậy, tưới trận mưa pháp lớn thấm nhuần khắp chúng sanh. Nhưng kẻ nhất xiền đà mà phát tâm bồ đề là không, là việc không thể có. Lại nữa, thiện nam tử, ví như hạt giống đã hư hỏng, dù gặp mưa xuống cho đến trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể nảy mầm. Nếu nảy xanh, mầm xanh ra được, đó là việc không thể có. Những kẻ nhất xiền đà cũng vậy, dù có được nghe kinh điển vi diệu Đại Bát Niết Bàn này cũng không hề nảy sinh cái mầm tâm bồ đề. Nếu họ nảy sinh ra được, đó là việc không thể có. Vì sao vậy? Những kẻ ấy đã dứt mất hết thảy căn lành như hạt giống đã hư hỏng, không thể nảy ra những mầm rễ là tâm bồ đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như hạt minh châu đặt vào chỗ nước đục, nhờ công năng của hạt châu, nước liền lắng trong. Nhưng nếu ném xuống chỗ bùn lầy, hạt châu cũng không thể làm cho bùn lầy trở nên trong sạch. Kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn này cũng vậy. Đối với những chúng sanh phạm năm tội vô gián cùng bốn giới cấm nặng cũng như nước đục, còn có thể lắng trong khiến họ phát tâm bồ đề. Nhưng đối với bùn lầy như những kẻ nhất xiền đà, dù cho đến trăm ngàn vạn năm cũng không thể làm cho trong sạch phát tâm bồ đề. Vì sao vậy? Những kẻ nhất xiền đà này đã dứt hết căn lành, không thể đón nhận giáo pháp. Ví như họ được nghe kinh Đại Niết Bàn này trong trăm ngàn vạn năm, rốt cùng cũng không thể phát tâm bồ đề. Vì sao vậy? Vì chẳng có tâm lành. Thiện nam tử, ví như có loại cây thuốc gọi là cây thuốc chúa, vừa trội hơn hết trong tất cả các loại thuốc. Nếu đem hòa với kem sữa, hoặc với mật, với bơ, với nước, với sữa, làm thành thuốc tán, thuốc hoàn, rồi bôi những chỗ ghẻ, xông mình, thoa mắt, khi nhìn thấy hoặc ngửi mùi thuốc ấy, đều có thể trừ được hết thảy bệnh tật của chúng sanh. Nhưng cây thuốc ấy chẳng hề nghĩ rằng tất cả chúng sanh, như ai muốn lấy rễ của ta thì chẳng nên lấy lá, như lấy lá thì đừng lấy rễ, như ai lấy thân ta thì chẳng nên lấy vỏ, như lấy vỏ thì đừng lấy thân. Tuy cây ấy chẳng phải ý nghĩ như vậy, nhưng nó có thể trừ dẹp tất cả bệnh khổ. Thiện nam tử, kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn này cũng vậy, có thể dứt trừ tất cả nghiệp ác của chúng sanh, như bốn tội ba la di, năm tội vô gián, mọi điều ác của người ta, dù là ở trong hay ở ngoài, những ai chưa phát tâm bồ đề, nhân đây liền phát tâm. Vì sao vậy? Vì kinh điển vi diệu này là vua trong các kinh, cũng như cây thuốc kia là vua trong các cây thuốc. Dù ai có tu tập kinh Đại Niết Bàn này hay là chẳng tu, nhưng nếu nghe được danh hiệu của kinh này rồi đem lòng kính tin, thì người ấy dù có bao nhiêu phiền não trọng bệnh cũng đều trừ hết. Chỉ là không thể làm cho những kẻ nhất xiền đà ở yên nơi an nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ví như món thuốc hay kia dù trị được mọi thứ bệnh nặng nhưng không thể chữa trị cho những kẻ nhất định phải chết. Lại nữa, thiện nam tử, ví như người có ghẻ nơi bàn tay, cầm nắm thuốc độc, chất độc liền theo chỗ ghẻ mà vào trong người. Nếu không có ghẻ thì chất độc chẳng thể vào. Những kẻ nhất xiền đà cũng vậy, họ không có nhân bồ đề, cũng như người không có ghẻ, chất độc không vào được. Ghẻ đó là ví cho nhân duyên bồ đề vô thượng, chất độc đó là ví cho thuốc hay bậc nhất. Người không có ghẻ đó là ví cho kẻ nhất xiền đà. Lại nữa, thiện nam tử, ví như kim cang, không gì có thể phá hoại nó được, nhưng nó lại có thể phá hoại tất cả mọi vật, chỉ trừ ra mu rùa và sừng dê trắng. Kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn này cũng vậy, có thể đặt yên vô lượng chúng sanh nơi đạo bồ đề, duy không thể khiến cho kẻ nhất xiền đà tạo lập nhân bồ đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như loài cỏ răng ngựa, cây ta la xí, cây ni ca la, dù cho chặt đứt, thân cây vẫn tiếp tục mọc lên như cũ, không phải như cây đa la bị chặt rồi thì không mọc lại được. Chúng sanh cũng vậy, nếu được nghe kinh Đại Niết Bàn, dù có phạm bốn giới cấm nặng cùng năm tội vô gián vẫn có thể phát sanh nhân duyên bồ đề. Những kẻ nhất xiền đà không phải như vậy, dù có được nghe kinh điển mầu nhiệm này cũng không thể phát sanh nhân duyên đạo bồ đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như cây khử đà la, cây trấn đầu ca, nếu bị chặt ngang rồi thì chẳng mọc lên được nữa, cũng như những hạt giống đã bị hư hỏng. Những kẻ nhất xiền đà cũng vậy, dù có được nghe kinh Đại Niết Bàn này,
nhưng vẫn không thể phát sanh nhân duyên bồ đề như những hạt giống bị hư hỏng. Lại nữa, thiện nam tử, ví như mưa lớn nước chẳng đọng lại giữa không trung. Kinh điển vi diệu đại niết bàn này cũng vậy, dưới cơn mưa pháp xuống khắp nơi, nhưng nước mưa pháp ấy chẳng đọng lại được nơi kẻ nhất thiện đề. Kẻ nhất thiện đề ấy toàn thể kín chặt ví như kim cang, không thể không cho vật thể bên ngoài xen vào. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như Phật có thuyết kệ, chẳng thấy thiện không làm, chỉ thấy ác nên làm, chỗ ấy là đáng sợ, như đường hiểm xấu ác. Bạch Thế Tôn, bài kệ đó có nghĩa thế nào? Phật dạy: Thiện nam tử, chẳng thấy đó là chẳng thấy tánh Phật. Thiện tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chẳng làm nghĩa là không gần gũi bạn hiền. Chỉ thấy là thấy không có nhân quả. Ác nghĩa là phỉ báng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Nên làm là kẻ nhất thiện đề nói không có kinh Phương Đẳng. Vì nghĩa ấy cho nên kẻ nhất thiện đề không có lòng hướng về thiện pháp thanh tịnh. Thiện pháp là gì? Đó là Niết Bàn. Người hướng đến Niết Bàn là người có thể tu tập các hạnh hiển thiện. Nhưng kẻ nhất thiện đề không có hạnh hiển thiện. Vì vậy kẻ ấy không thể hướng đến Niết Bàn. Chỗ ấy là đáng sợ. Đó là nói sự phỉ báng, chánh pháp. Những ai nên sợ là những người có trí tuệ. Vì sao vậy? Vì kẻ phỉ báng chánh pháp thì không có thiện tâm và không có phương tiện. Đường hiểm xấu ác, đó là nói các hành. Ca Diếp lại bạch Phật: Như Phật có thuyết kệ, sao biết việc đã làm sao được pháp lành, ở đâu không sợ sệt, như đường lớn vua đi. Ý nghĩa bài kệ này như thế nào? Phật dạy: Thiện nam tử, biết việc đã làm, nghĩa là bày tỏ, phát lộ các điều ác, trải qua bao đời sanh tử, đã làm các điều ác, này bày tỏ phát lộ tất cả, cho đến chỗ không cùng tận. Vì nghĩa ấy ở chỗ ấy là không sợ sệt. Ví như một vị vua khi dạo chơi trên đường thì bọn trộm cướp ở đó đều chạy trốn hết. Pháp lộ như vậy thì các điều ác sẽ dứt tuyệt. Lại nữa, không biết việc đã làm là nói kẻ nhất thiện đề đã làm mọi điều ác, nhưng chẳng thấy việc họ đã làm. Đó là lòng kiêu mạn của kẻ nhất thiện đề. Tuy họ làm nhiều việc ác, nhưng đối với những việc ấy không hề sợ sệt. Vì lẽ ấy nên họ không thể chứng đắc niết bàn, ví như con khỉ bắt lấy mặt trăng dưới nước. Thiện nam tử, ví như có vô lượng chúng sanh cùng lúc đạt được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, các đức Như Lai cũng không thấy kẻ nhất thiện đề kia thành đạo Bồ Đề. Vì nghĩa ấy nên gọi là không biết việc đã làm. Lại nữa, không biết việc của ai đã làm, đó là không thấy biết những việc mà Phật đã làm. Phật vì chúng sanh thuyết dạy có tánh Phật, những kẻ nhất thiện đề lăn lộn trong vòng sanh tử không thể thấy biết. Vì nghĩa ấy nên gọi là chẳng thấy những việc mà Phật đã làm. Lại nữa, kẻ nhất thiện đề thấy Như Lai buông bỏ tất cả mà vào Niết Bàn, bèn cho rằng đó thật là vô thường, như dầu hết thì đèn phải tắt. Vì sao vậy? Vì nghiệp ác của kẻ ấy chẳng hề giảm bớt chút nào. Như có các vị Bồ Tát tạo những nghiệp lành, hồi hướng về quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tuy những kẻ nhất thiện đề chê bai phá hoại chẳng tin, nhưng các vị Bồ Tát vẫn bố thí cho họ, muốn họ cùng được thành đạo vô thượng. Vì sao vậy? Vì pháp của chư Phật là như thế. Làm ác chẳng thọ liền, như sữa thành da kem, như cho che phủ lửa, kẻ ngu khinh rẻ đạp. Nhất thiện đề gọi là không có mắt, nên không thấy con đường của bậc A-la-hán. Như bậc A-la-hán thì chẳng đi theo đường sinh tử hiểm ác. Vì không có mắt nên phỉ báng kinh Phương Đẳng chẳng muốn tu tập. Như bậc A-la-hán thì chuyên cần tu tập tâm tử. Những kẻ nhất thiện đề lại không tu tập kinh Phương Đẳng như vậy. Như có người nói: Nay tôi chẳng tin kinh điển Thanh Văn, chỉ tin nhận Đại Thừa, đọc tụng giảng nói, như vậy tôi chính là Bồ Tát. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Vì có tánh Phật nên trong thân chúng sanh có đủ 10 sức, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chỗ tôi thuyết dạy cũng chẳng khác gì Phật thuyết. Nay ông và tôi cùng phá vô lượng phiền não độc dữ. Ví như người ta đập bể cái bình đựng nước, phá xong các mối trói buộc ấy rồi, tất sẽ được thấy A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tuy kẻ ấy giảng nói như vậy, nhưng tự tâm lại chẳng tin rằng mình có tánh Phật, chỉ vì lợi dưỡng nên theo những gì được nghe mà nói lại thế thôi. Kẻ giảng thuyết như vậy gọi là ác nhân. Nhưng kẻ ác ấy không thọ nhận quả báo nhanh chóng mà cần có thời gian, như sữa biến thành kem. Ví như vị sứ giả của vua có tài đàm luận, khéo léo về phương tiện vâng lệnh đến nước khác, thà chịu mất mạng chứ không quên nói những điều vua đã căn dặn. Người có trí tuệ cũng thế, ở giữa những người phàm phu không tiếc thân mạng, chỉ cốt tuyên thuyết cho được kinh Đại Thừa Phương Đẳng tạng sâu kín của Như Lai,
tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thiện nam tử, có những kẻ nhất thiền đề giả hình dạng như A-la-hán ở nơi trống trải vắng vẻ mà phỉ báng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Những kẻ phàm phu thấy vậy đều cho rằng họ thật là A-la-hán, là Bồ-Tát Ma-ha-tát, Đà Đại Bồ-Tát Ma-ha-tát. Những tỳ kheo xấu nhất thiền đề ấy ở nơi A-la-nhã nhưng phá hoại pháp A-la-nhã, thấy người khác được lợi họ liền sanh lòng ganh ghét, nói rằng những kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa thảy đều do Thiên Ma Ba Tuần thuyết dạy. Họ cũng nói rằng Như Lai là pháp vô thường, họ hủy diệt chánh pháp, phá hoại chúng tăng, lại nói rằng đó là thuyết của Ba Tuần, chẳng phải thuyết thuận theo điều lành. Họ tuyên thuyết những pháp tà ác như vậy, họ làm ác nhưng không chịu quả báo tức thì, cần có thời gian cũng như sữa hóa thành kem, như đống lửa phủ cho kín. Kẻ ngu không biết nên khinh dễ dẫm lên, những kẻ như vậy gọi là nhất thiền đề. Cho nên phải biết rằng kinh điển vi diệu Phương Đẳng Đại Thừa chắc chắn thành tịnh, ví như hạt châu mani, ném vào nước đục thì nước liền lắng trong. Kinh điển Đại Thừa lại cũng như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, ví như hoa sen khi ánh nắng soi chiếu thì nở ra, tất cả chúng sanh lại cũng như vậy. Nếu được nghe thấy mặt trời đại niết bàn, người chưa phát tâm cũng sẽ phát tâm tạo nhân bồ đề. Vì vậy nên ta nói rằng hào quang của kinh đại niết bàn vào nơi lỗ chân lông rồi ắt tạo thành nhân duyên mầu nhiệm. Kẻ nhất thiền đề kia dù có tánh Phật nhưng bị vô số tội lỗi nhơ nhớp buộc trói không thể ra khỏi, ví như con tằm ở trong cái kén. Vì nghiệp duyên ấy không thể phát sanh nhân bồ đề mầu nhiệm, phải xoay chuyển mãi trong vòng sinh tử không lúc nào dứt được. Lại nữa, thiện nam tử, như những loại hoa sen như bát la, bát đầu ma, câu vật đầu, phân đà lị, thảy đều từ nơi bùn lầy mà sanh ra, nhưng chẳng hề bị bùn lầy làm nhiễm ô. Chúng sanh tu tập kinh điển vi diệu đại niết bàn lại cũng như vậy. Tuy có phiền não nhưng rốt cùng chẳng bị phiền não nhiễm ô. Vì sao vậy? Vì biết được tánh, tướng và lực của Như Lai. Thiện nam tử, ví như ở xứ kia thường có nhiều luồng gió trong lành mát mẻ. Khi gió ấy chạm đến lỗ chân lông của chúng sanh thì có thể trừ được mọi sự bứt rứt, nóng nảy. Kinh điển đại thừa đại niết bàn này cũng vậy. Và khắp các lỗ chân lông của chúng sanh tạo ra nhân duyên vi diệu bồ đề, chỉ trừ đối với những kẻ nhất thiền đề. Vì sao vậy? Vì họ chẳng phải là pháp khí. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có vị lương y hiểu rõ 8 loại thuốc trị được tất cả các bệnh, chỉ trừ những kẻ nhất định phải chết. Các phép thiền định tam muội trong tất cả khế kinh lại cũng như vậy, có thể trị tất cả các bệnh phiền não như tham dục, sân hận, ngu si, có thể nhổ bật những mũi tên độc phiền não nhưng không trị được những kẻ phạm 4 giới cấm nặng và 5 tội vô gián. Thiện nam tử, lại ví như vị lương y thông thạo cách dùng 8 loại thuốc, có thể trừ mọi thứ bệnh khổ của chúng sanh, duy không thể trị cho kẻ nhất định phải chết. Kinh điển đại thừa đại niết bàn này cũng vậy, có thể trừ diệt tất cả phiền não của chúng sanh, khiến họ trụ yên nơi nhân mầu nhiệm thanh tịnh của Như Lai, khiến những kẻ chưa phát tâm liền được phát tâm, duy trừ những kẻ nhất định phải chết là nhất thiền đà. Lại nữa, thiện nam tử, ví như vị lương y có thể dùng thuốc hay mà trị các người bệnh mù, khiến họ trông thấy được ánh sáng mặt trời, mặt trăng, tinh tú và tất cả hình sắc, chỉ không thể trị cho những kẻ mù bẩm sinh. Kinh điển đại thừa đại niết bàn này cũng vậy, có thể khai mở mắt trí huệ cho người trong hàng thanh văn chuyên giác, khiến họ chủ yên nơi kinh điển đại thừa vô lượng vô biên. Đối với người chưa phát tâm, người phạm 4 giới cấm nặng, 5 tội vô gián đều có thể khiến cho phát tâm bồ đề, duy trừ ra kẻ mù bẩm sinh là nhất thiền đà. Lại nữa, thiện nam tử, ví như vị lương y thông thạo 8 cách dùng thuốc, muốn trị tất cả bệnh khổ của chúng sanh, bèn dùng đủ mọi phương thuốc như thuốc gây nôn, thuốc sổ, thuốc xoa, thuốc sông hơi, thuốc nhỏ vào mũi, thuốc tán, thuốc hoàn. Như có người ngu không muốn uống thuốc, vị lương y đem lòng thương xót, liền đưa người ấy về nhà ép phải uống thuốc, nhờ sức thuốc nên bệnh được dứt. Như có người đàn bà đang lúc sanh con nhưng đứa bé chẳng lọt lòng, liền cho uống thuốc, uống xong liền sanh được con và đứa con cũng an ổn không bệnh. Kinh điển đại thừa đại niết bàn này cũng vậy, dù đến nơi nào, vào nhà nào cũng trừ được vô lượng phiền não của chúng sanh. Đối với những kẻ chưa phát tâm, phạm 4 giới cấm nặng, 5 tội vô gián đều có thể khiến cho phát tâm, chỉ trừ ra những kẻ nhất thiền đà. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, những kẻ phạm 4 giới cấm nặng và 5 tội vô gián gọi là phạm những điều ác nặng nhất, như cây đà la bị chặt đứt ngọn, vĩnh viễn không mọc trở lại. Nếu những kẻ ấy chưa phát tâm bồ đề, làm sao có thể khiến họ tạo nhân bồ đề?
Phật dạy, thiện nam tử, những chúng sanh ấy như trong giấc mộng thấy mình đọa địa ngục, chịu các khổ não, liền sanh lòng hối hận. Buồn thay cho chúng ta, tự mình chuốc lấy tội này, nếu nay tôi được thoát khỏi tội này, nhất định sẽ phát tâm bồ đề. Nay tự mắt tôi nhìn thấy thật là nguy khổ quá mức. Sau khi tỉnh mộng, những kẻ ấy liền biết chánh pháp, được quả báo lớn. Những đứa trẻ kia dần dần lớn lên, thường suy nghĩ rằng, vị thầy thuốc ấy rất hay, hiểu rõ các phương thuốc. Khi ta còn ở trong thai, ông ấy cho mẹ ta uống thuốc. Nhờ thuốc ấy, mẹ ta được an ổn. Nhờ nhân duyên ấy, ta được toàn mạng. Lạ thay cho mẹ ta, bà chịu khổ não lớn, mang ta trong thai trọn đủ 10 tháng. Sau khi sanh ta ra rồi, bà đặt ta ở chỗ khô, tự bà nằm chỗ ướt, dọn bỏ những chất đại tiểu tiện dơ dáy của ta, cho ta bú mớm, nuôi dưỡng ta, chăm sóc ta. Vì lẽ ấy, ta phải báo ân hết lòng nuôi mẹ, hầu hạ đêm ngày, tùy thuận phụng dưỡng. Những kẻ phạm bốn giới cấm nặng và năm tội vô gián đến lúc lâm chung, nếu họ nhớ tới kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này, dù có phải đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ hay sanh lên cõi trời, cõi người, kinh điển này đều sẽ tạo nhân bồ đề cho họ, chỉ trừ bọn nhất diệt đà. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có vị lương y và người con của ông đều hiểu biết sâu sắc, giỏi hơn các vị lương y khác, thông thạo chú thuật vô thượng trừ độc. Như có rắn độc, rồng hay bò cạp, họ liền dùng chú thuật niệm chú vào thuốc làm cho chúng trở nên hiền lành. Nếu dùng thuốc ấy mà bôi lên giày da, khi giày ấy chạm phải trùng độc thì chất độc tiêu tan. Duy trừ một thứ độc gọi là nọc rồng lớn. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy, như có chúng sanh phạm bốn giới cấm nặng, năm tội vô gián, kinh này có thể tiêu diệt tội báo, khiến các chúng sanh ấy trụ yên nơi bồ đề. Cũng như thuốc bôi ở giày da làm tiêu các thứ độc. Đối với những chúng sanh chưa phát tâm, kinh này liền khiến cho phát tâm và trụ yên nơi đạo bồ đề. Món thuốc oai thần kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này có thể diệt trừ các độc, khiến chúng sanh được an vui, chỉ không trừ được một thứ nọc độc, nọc rồng lớn, đó là những kẻ nhất diệt đà. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có người kia đem món thuốc độc còn mới bôi lên một cái trống lớn rồi đánh trống ấy lên giữa đám đông người. Mọi người tuy vô tình nghe tiếng trống ấy nhưng đều phải chết, chỉ trừ một người là không thể chết đột ngột. Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy, bất kỳ ở nơi đâu giữa các chúng sanh, có ai nghe tiếng giảng kinh này thì các tham dục, sân khỏe, ngu si thảy đều tiêu diệt. Trong đó tuy có người vô tình mà nghĩ tưởng đến kinh Đại Niết Bàn này, nhờ sức nhân duyên ấy vẫn có thể trừ diệt phiền não, làm cho các mối trói buộc phải tự tan biến, cho đến những kẻ phạm bốn giới cấm nặng và năm tội vô gián. Khi nghe kinh này rồi cũng tạo ra được nhân duyên bồ đề vô thượng, dần dần sẽ dứt hết phiền não, chỉ trừ kẻ không thể chết đột ngột là hạng nhất xiển đà.